một hai, anh em đang được nghe với chất âm delay và echo trên chính cái bộ cấu hình này anh em nhé. Rất đơn giản thôi, một cặp loa, một cặp loa S12 dòng loa cao cấp của Lời Acoustic, một cục đẩy, một vang cơ lai số và một bộ micro không dây. Anh em cùng nghe thấy cái chất âm của nó rất là hay đúng không ạ? Tiếng delay, tiếng echo rất là mềm. Và anh em cùng nghe tiếng reverb anh em nhé. 6, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, đi, rất êm đúng không? Và tiếng echo. Sao bình, tiếng echo rất là dẻo, quẹt anh em nhé. 1, 2, 5, 6. Và em sẽ pha giữa echo và reverb anh em cùng nghe. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 5, 6, 7. Thì với một cái combo này rất là chất. Và ok, mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm cái chất âm của cấu hình này em nhé. 6, 7, 8, 9. Anh em cùng đeo tai nghe để trải nghiệm chất âm của một cấu hình trên 20 triệu thôi anh em nhé. Anh em cũng thể tham khảo với cái cấu hình này, là một trong những cái cấu hình để anh em chơi rất là gọn nhẹ, tiện lợi và vừa hát được, vừa karaoke được anh em nhé. Là một cái cấu hình đơn giản và ai cũng có thể dễ chỉnh anh em nhé. Một con vang cơ lai số thì cái chất âm của nó rất là hay. Và mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm một, sau đó em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm và cuối cùng sẽ hát cho anh em cùng nghe anh em nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe. Là một trong những cái cấu hình khá đơn giản anh em nhé. Sử dụng cặp loa S12, dòng này thì em đã giới thiệu rất là nhiều rồi đúng không ạ? Sử dụng một bass 30 và sử dụng bass neo. Anh em có thể nhìn cái hậu của nó. Tại sao tiếng bass nó rất là lực? Vì sử dụng cái hậu một chỗ thông hơi đằng sau anh em nhé. Dòng loa này là một trong những cái dòng loa rất là chất, mà như em nói nó có thể tăng tiếng bass lên khá là nhiều. Đấy, anh em nhé, tăng tiếng bass khá nhiều cộng hưởng với sau, đằng sau anh em nhé. Đó, nó là một trong những cặp loa mà bên em bán rất tốt. Cái chất âm của nó hay, sơn sơn cát anh em nhé. Sử dụng bass 30 từ neo em nhé. Tiếng bass khá là sâu anh em nhé. Nói chung là chơi cặp loa này là anh em khỏi phải chê. Giá là 13.500.000 đồng em nhé. 13.500. Và với cấu hình này em sử dụng một cục đẩy, đó là cục đẩy PL2.6, dòng cục đẩy công suất 2 kênh, 600W một kênh em nhé. Với loa này là 400W anh em nhé. Cặp loa này với công suất là 400W thì em sử dụng 600W đánh có phần dư thừa. Sau đó anh em có thể ghép thêm cho em một cặp bass 25 nữa đều chơi được anh em nhé. Và cục đẩy này size rất ngắn anh em nhé. Nếu mà so sánh với những cục đẩy khác, size rất là ngắn để anh em có thể là sử dụng cho những cái tủ nó ngắn anh em nhé. Thì sử dụng PL2.6 rất ok. Giá hiện tại đang là 4 triệu, đang đợt khuyến mại anh em nhé. Số lượng không còn nhiều, giá chỉ 4 triệu. Trước là nó 4 triệu rưỡi là bằng với LT1000, nhưng bây giờ đang khuyến mại chỉ có 4 triệu thôi anh em nhé. Và giá như em nói rồi, 4 triệu chưa gồm phí ship anh em nhé. Chiếc vang đây em sử dụng đó là chiếc vang LX6. Con này thì ngay từ lúc đầu đã giới thiệu với anh em rồi. Có Eco Revert, đây là cái nút Eco Revert này. Anh em thể sử dụng cái nút này. Anh em muốn nhiều Eco anh em tăng về phía bên tay phải, muốn nhiều Revert tăng về bên tay trái anh em nhé. Và Revert Time, Repeat Delay, các thông số ngay trên màn hình. Có luôn nâng tiếng cho phần micro anh em nhé. Đấy, và chống hú luôn cho micro. Nhưng mà ở đây em không sử dụng nâng tiếng cho, không sử dụng chống hú cho micro. Anh em nghe là cái chất mic của nó thật như nào. Và không dùng chống hú anh em nhé.
Đó, con vang này đầy đủ các tính năng như là USB, Bluetooth và cổng quang sử dụng cho Smart TV và kết nối với điện thoại. Đó, giá chỉ có 2.800.000 đồng thôi. Và con vang này em có một cái màu trắng nữa anh em nhé, có một màu trắng nữa anh em có thể sử dụng. Đấy, có màu trắng và màu đen, anh em tùy thích anh em nhé, tùy anh em muốn mua màu gì em sẽ kết nối và sẽ ghép cho anh em nhé. À, cuối cùng đó là bộ mic BS700, bộ này thì quá rẻ trong tầm giá, chỉ 2.200.000 đồng thôi anh em nhé, 2.200.000. À, ok chưa ạ, 2.2 triệu, không thể kiếm được đâu bộ mic rẻ như này. Và cái chất âm của nó rất là hay. Một chút nữa sẽ hát thử cho anh em nghe. Và bộ này thì đầy đủ cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt. Và em đã có rất nhiều các video về test bộ mic này, chơi karaoke gia đình. Anh em có thể thấy là cái chất âm của nó tuyệt vời. Và giá cũng rất là hợp lý cho anh em chơi. Chỉ với 2.2 triệu thôi anh em nhá. Thì chọn bộ này giá ngoài 20 triệu anh em thể chơi thì rất là tuyệt vời. Em cũng chưa tính là bao nhiêu nhưng mà vừa ghép lên cho anh em. Cặp loa là 13.500.000, cục đẩy là 4 triệu, vang là 2.800.000, mic là 2.200.000 nè, xem nào, 2.200.000 với 2.800.000 là 5 triệu, 5 triệu cộng với 5 triệu cộng với 4 triệu là 9 triệu, 9 triệu cộng với cặp loa 13.500.000 là 22.500.000 anh em nhé, 22.500.000. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với cái cấu hình này để anh em cùng mua sắm anh em nhé. Và ok, mời anh em cùng đeo tai nghe để trải nghiệm chất âm. Mọi tin chi tiết mua hàng em có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình giúp em, hoặc truy cập website Thắng Cao Audio xem chi tiết cấu hình. Ok, chào tất cả anh em, hẹn anh em những video lần sau. Mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm anh em nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe anh em nhé, để trải nghiệm chất âm của bộ cấu hình này. Cấu hình rất là cao cấp và đơn giản anh em nhé. Chất âm rất là hay, giá rẻ. Nhiều lần thấy em khóc, khổ đau điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao em cứ phải yêu mãi dù là biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn anh thấu. Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, tối em đau đem về lại không. Sao em không nhìn về tương lai? Thứ hai là một nhánh hoa dài, so sánh sao được với những đoá hoa hồng là nơi. Người con gái chẳng cần nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.